Trong thời gian qua, BeOne đã trở thành một biểu ngữ đẹp tượng trưng cho tập thể những con người khát khao kết nối và giúp đỡ cộng đồng. BeOne là ai và được thành lập như thế nào? Được thành lập nên từ những trái tim đầy nhiệt huyết, khát khao chia sẻ những giá trị đích thực. Những người phụ nữ đất Việt, người vợ, người mẹ, người nữ doanh nhân từ Hà Nội đến Hải Phòng đã cùng kết nối với nhau để chung tay thực hiện những mục đích cao đẹp. Những nữ doanh nhân ấy, họ đã thấu hiểu, tin tưởng và trao cho nhau một niềm tin mãnh liệt rằng họ có thể đồng hành bên nhau vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào đón tất cả mọi người gia nhập tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng tại Hà Nội với chúng tôi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, tôi là Quỳnh Liên, tôi là Phó Chủ tịch Thường trực của tổ chức. Với mong muốn tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận, là một sân chơi lành mạnh cho tất cả các chị em nữ doanh nhân, chúng tôi mong muốn rằng sẽ tạo ra các hành trình thiện nguyện, làm các chuyến từ thiện, mang đến những giá trị nhân văn cao đẹp tới cộng đồng. Bên cạnh đó, tiêu chí của tổ chức là kết nối giao thương và quan tâm thực sự tới đời sống của mỗi một chị em, những tâm tư, tình cảm của các nữ doanh nhân. Và chúng tôi còn tạo ra những chuyến du lịch trong và ngoài nước để các chị em nữ doanh nhân được tăng cường tình đoàn kết và thực sự là tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả mọi người để được cùng đến đây giao lưu, học tập, đoàn kết và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xin chào đón tất cả mọi người gia nhập với tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng của chúng tôi. Với truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc cùng phương châm, hãy yêu thương khi chưa muộn. Dù mới thành lập nhưng BeOne đã rất tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ cho cộng đồng. Đặc biệt, BeOne đã quyết tâm vượt đường núi xa xôi để đến thăm các bạn nhỏ tại điểm trường tiểu học xã Tà Đồng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ở đây, những nữ doanh nhân đã có những phút giây thực sự ý nghĩa khi được gặp gỡ, chia sẻ và trao những món quà đong đầy yêu thương tới các bạn học sinh và những hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Mong rằng những quyển vở, tấm bút, những bao gạo nhỏ của BeOne có thể góp phần xoa dịu những nỗi đau, sự bất hạnh của những số phận kém may mắn và tiếp thêm động lực giúp những người dân nơi đây vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tiêu chí của tổ chức là kết nối giao thương và quan tâm thực sự đến đời sống của mỗi một chị em, những tâm tư, tình cảm của các nữ doanh nhân. Và chúng tôi còn tạo ra những chuyến du lịch trong và ngoài nước để các chị em nữ doanh nhân được tăng cường tình đoàn kết và thực sự tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả mọi người để cùng đến đây giao lưu, học tập, đoàn kết và vì sự tiến bộ của phụ nữ. BeOne đã thực sự trở thành một phần thiết yếu trong đời sống tinh thần của mỗi chị em. Đến với BeOne, chị em có thể thoải mái thể hiện những tâm tư, tình cảm, ước nguyện qua lời ca, tiếng hát. Cuộc thi tiếng hát nữ doanh nhân Sen Vàng không chỉ đem lại niềm vui mà còn hình thành một sợi dây vô hình kết nối các thành viên sát lại gần nhau hơn. BeOne đã ra đời như vậy với 3 mục tiêu then chốt: cùng nhau phát triển bản thân, cùng nhau giúp phát triển doanh nghiệp, cùng kết nối chia sẻ yêu thương và giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn thông qua các hoạt động thiện nguyện. Đây là những giá trị cốt lõi mà BeOne muốn phát huy từ nội lực của tập thể. Từ đó, những giá trị khác sẽ được nhân lên và trao đi. Những nữ doanh nhân tình nguyện đồng hành bên nhau, cùng hướng tới những thông điệp tích cực để lan tỏa tình yêu thương. Tình đoàn kết chính là nội lực mạnh mẽ giúp BeOne phát triển ngày một bền vững. Chúng ta hãy cùng chúc BeOne lớn mạnh và phát triển bền vững, cùng chúc ban điều hành BeOne, những người phụ nữ nhiệt huyết và tâm huyết. Họ đã và đang không ngừng truyền đi những hành động nhân văn, làm giàu cho cuộc sống này. Chúng ta hãy cảm ơn những người phụ nữ mạnh mẽ của BeOne đã sáng lập nên BeOne với sứ mệnh thật cao đẹp để không chỉ làm giàu cho chính những thành viên trong tổ chức mà còn góp sức cho sự phát triển toàn diện hơn của xã hội. Họ là BeOne.